Cô A Sung trong vai Ân Hô Quân. Ha Se Ok Jin trong vai Seo Gu Jin. Lee Jong Hui trong vai Do Ki Tit. Lee Ho Kwon trong vai Jang Kang Ho. Oh Dae Hwan trong vai Lee Yong Se. Kim Jong Wook trong vai Seo Hee-un. Kwon Hee-hyo trong vai Park San-man. Chỉ cần làm theo hướng dẫn này, không thể trả lại hoặc là đổi món hàng đó. Đừng hành động như thế, đó là lỗi của chúng ta ha. Như vậy thì khách hàng sẽ bắt lỗi đó. Cố gắng đừng xin lỗi nhiều là được nha. Dạ. Hãy xử lý một cách chuyên nghiệp nha. Tôi đi vô nha. Cố lên. Cố lên. Đi vào đi. Dạ, xin chào cô. Tôi có việc gấp cần phải giải quyết, cho nên là cô ấy sẽ cố gắng hết sức để mà giải quyết vấn đề của cô ạ. Dạ đây là cô Ho Eun ạ. Kính chào khách hàng thân yêu ạ. Chúng tôi là nội thất Hao Lai, sẽ lắng nghe những lời góp ý của chị. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để... Để tôi đọc hết lời thoại còn lại cho anh. Không hoàn lại tiền hoặc trả lại món hàng đã đặt, khiếu nại tại cửa hàng hoặc là trụ sở chính. Mấy người học thuộc nó rồi có phải không? Anh trông thì cũng không khôn lắm. Anh định lừa tôi hả hay sao vậy? Dạ kính gửi khách hàng thân yêu ạ. Kính gửi khách hàng thân yêu hả? Dạ chị ơi, ý tôi là anh nghĩ tôi ngốc sao? Anh nghĩ tôi ngốc hả? Mẹ tỉnh lại đi. Dạ thế nào tôi có thể bình tĩnh như vậy hả? Tỉnh lại đi. Tính lừa tôi như vậy sao? Sao lại lừa tôi? Tại sao lừa tôi? Bình tĩnh sao chị lại đánh tôi chứ? Bà thím này thiệt là. Bà thím. Hãy tha cho tôi đi bà. Bà thím sao? Chị ơi, bình tĩnh lại đi chị. Chị ơi, bình tĩnh lại đi. Để chị mau đi. Nói là sẽ giết anh đó. Chị ơi, gọi tôi là bà thím sao? Chị đừng có đi. Làm ơn. Gì vậy hả? Nè, đi đâu vậy? Trời ơi. Nè, anh gọi đi ra đi tiếp sao? Đứng lại đi. Nè, đứng lại. Chị ơi, nghe tôi nói nè. Đứng lại nhanh lên. Đừng có nhảy nữa mà. Nè. Nè, trời ơi, cấm cô ta ra đây nha. Đừng cấm cô ta ra, nhanh lên. Cô ta phát hùng lên rồi kìa. Hãy báo cảnh sát mà lên đi. Hãy bình tĩnh lại đi chị. Đừng có như vậy nữa mà. Xin lỗi chị khách hàng thân mến, tôi yêu chị rất nhiều. Xin hãy nói chuyện với tôi đi. Gọi anh trợ lý tôi ra đây. Chị đừng có như vậy nữa. Nè nè, chị khách hàng. Gọi quản lý ra. À nè, anh Kim à, bây giờ đặt chúng ở phía bên kia rồi đi làm chuyện khác đi nghe. Vậy đi rồi, nhanh lên. Anh Hương Gu Đông à? Trời đất ơi, anh tới sớm vậy hả? Nè, tôi đã chuẩn bị tới trụ sở chính tìm anh rồi đó. Anh đã gửi thư sai địa chỉ cho tôi. Tôi chắc rằng điều có lý do hết. Cái mà nên đến bộ phận kiểm toán nhưng lại gửi đến chủ tôi. Nhưng mà sao mà anh tìm được tôi vậy? Không phải anh cố ý làm vậy sao? Nội dung của cái này và tuyển dụng mở rộng kỳ số 10, đó là một câu đố dễ mà. Tôi muốn tặng nó là món quà gia nhập công ty cho anh đó mà. Chà, trời còn lạnh lắm, chúng ta hãy đi ăn một bát canh nóng đi. Tôi đã gặp nhiều người khùng trong cuộc đời của tôi rồi mà, nhưng mà tôi chưa bao giờ thấy một người nào khùng như cô luôn. Cô là ai vậy hả? Hả? Nè,
Cô đâu phải là người chịu trách nhiệm đâu mà. Tôi là nhân viên hợp đồng của Hao Lai, tên Ưng Hô Ưng à. Nhân viên hợp đồng sao hả? À, cô là nhân viên hợp đồng, người mà không có thẩm quyền hay là trách nhiệm sẽ rời đi sau vài tháng nữa phải không? Ờ, rồi sao nữa? Cô chịu hoàn trả lại tiền cho tôi hả? Việc hoàn trả tiền lại thì khó, nhưng mà việc hoàn trả một người như tôi thì quá dễ. Hả? Chị có thể đánh tôi bao nhiêu nếu như chị muốn cũng được, và chị có thể chửi tôi để hạ quả cũng được luôn. Nhưng mà để được vị trí tạm thời này còn khó khăn hơn rất nhiều so với việc chịu đựng mấy hành động đó. Nếu chị đi ra khỏi căn phòng này thì tôi cũng có thể phải nghỉ việc. Có phải những người bên ngoài kia nói cô sẽ nghỉ việc nếu không giải quyết vấn đề của tôi không? Có lẽ như vậy à. Nhưng mà tôi không thể bỏ cuộc như vậy được chị à. Tôi đã có được việc làm này sau 100 lần thất bại luôn đó. 100 hả? Ôi trời. Tôi bị trật khớp hàm luôn rồi. Ôi đầu của tôi. Ôi đầu tôi. Nước nè. Cảm ơn nha. Uống chút thuốc đi. Đây là omega 3. Là thuốc an thần đó. Thật hả? Nó giống nhau thôi. Cô Gina, lại đây nhìn đi hả? Xem tôi có rụng nhiều tóc không vậy? Còn nhiều lắm. Vậy hả? Đâu phải đâu, cô ta túm mấy lần liền luôn á. Ôi trời, để tôi vào xem thế nào. Không. Trưởng Ban Châu à, cô đừng đi mà, đừng vào đó. Cô ta sẽ làm gãy quai hàm đó. Trời ơi, buông ra. Nè, tôi nói thật đó, cô ta bị khùng rồi, cô ta đánh người đó. Có chuyện gì hay sao vậy? Chúng tôi đang giải quyết khiếu nại của khách hàng. Không phải là hai người thuộc phòng bán hàng sao? Vậy thì ai đang nói chuyện với khách vậy? Vậy là cô trưởng lần thứ 100 gì gã đó sao? Nhưng rồi cô đến đây mới biết hắn chính là trưởng phòng. Nhưng anh ta cứ ngồi đó chăm chích tôi suốt ngày. Ôi trời. Vậy nên thưa quý khách, tôi không thể giúp quý khách hoàn trả lại giường và vẫn sống tốt được đâu ạ. Tôi xin lỗi. Cuộc đời của cả hai chúng ta thật là đáng buồn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Sau 100 lần xem mắt thì tôi mới gặp được người vừa ý. Vừa sắm sửa nội thất trong nhà xong, tên Sở Khanh đó đã chọn một đứa con gái giàu và trẻ hơn tôi. Tôi chỉ muốn chém chết hết mấy gã nông cạn đó thôi. Trời ơi, tôi không khóc đâu. Khách, tôi hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác đó. Tôi cũng đã cố gắng hẳn 100 lần rồi. Tôi chỉ muốn chém chết mấy thằng đó tôi mà thôi. Tôi có thể hiểu, hẳn là chị rất khó chịu. Chắc tôi phải cạo đầu đi tu mất. Xin đừng như vậy, xin đừng từ bỏ hy vọng của mình. Tôi đã thành công ở lần thứ 101. Ôi trời ơi, tôi tin là cô cũng quá như vậy thôi. Tôi căm ghét đàn ông quá. Trợ lý Ly à? Dạ. Anh nên vào trong đó đi. Dạ. Anh thực sự mong một nhân viên mới vừa đọc xong quy tắc về dịch vụ khách hàng đảm đương việc đó sao? Dạ. Cô muốn vào cùng tôi không? Cô ta đã đủ điên tiết rồi. Tôi mà vào chắc là cô ta. Trời ơi, chúng tôi yêu quý khách hàng. Đừng lo lắng về khiếu nại của tôi nữa. Cô nhân viên tạm thời đã giải quyết em xui rồi. Không cần hoàn lại tiền như vậy dễ dàng em xui cho mọi người. Đừng có né tránh chướng ngại vật, cả trong quan hệ với con người và công việc ha. Đừng có mà cười nữa. Dạ. Đừng có khoe trăng với tôi. Dạ, quý khách đi thông thả. Nè nè, có chuyện gì vậy? Sao mà cô lại thuyết phục được cái cô đó vậy? Trưởng phòng Chô, tôi đã giải quyết xong chuyện rồi. Tôi có thể chuyển đến phòng bán hàng chứ. Cô làm sao mà hay vậy? Người cúi đầu đang sướng liên lên được. Tôi cũng đâu có làm gì đặc biệt đâu, chỉ là phải quỳ gối thôi. Cô Uynh à, tôi ấn tượng lắm đó. Tôi bật mí cho cô tin giá trị này nha. Tin hả? Trong số 3 nhân viên tạm thời sẽ có một người được nhận vào làm chính thức ngay khi kết thúc hợp đồng 3 tháng. Thật sao? Thật mà, tôi nghe rõ rành rành. Cô vui không hả? Yeah.
Yeah. Yeah. Đây còn đâu. Đâu đâu. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh. Đã lâu lắm rồi mọi người không tụ họp. Phòng bán hàng mơ ước và đồng nghiệp của chúng ta nữa hô to khẩu hiệu của chúng ta nè. Được rồi, chúng ta là Làng Lê. Một phòng tuyệt vời. Xin mời. Mọi người tự nhiên ha. Nới lỏng thắt lưng ra. Ăn thịt là phải như vậy đó. Thôi. Thôi được rồi. Chắc là mọi người đều biết Dông Chê rồi ha. Còn đây là các nhân viên mới tạm thời. Để tôi giới thiệu. Bên này là nguồn cung ứng của chúng ta. Nội thất Chê Chê. Chủ tịch Sông. Đến cùng với các giám đốc của công ty. Rất vui được gặp mọi người. Nữ quản lý mới. Cô Chô Cúc Sông. Hãy ủng hộ cô ấy. Rất vui được gặp mọi người. Nào hãy giúp đỡ cô ấy. Rồi nâng ly ha. Cạn ly. 100% nha. Nào 100%. Trưởng phòng Bắc à. Để em kính anh một ly ha. Anh là một cái người thầy cả đời của em á nha. Niềm tự hào của cả phòng bán hàng á. Niềm tự hào của mỗi nhân viên bán hàng luôn. Xin anh hãy bảo vệ danh hiệu này mãi mãi nha. Cứ mỗi khi cậu ta nói như vậy tôi cảm thấy rất là xấu hổ. Em cảm ơn trưởng phòng Bắc. Tôi sẽ che chở cho cậu. Dạ em cảm ơn. Nào, em yêu anh. Trong số các nhân viên tạm thời, một người sẽ được nhận vào làm chính thức. Đúng rồi anh Song. Lần trước anh gửi cho tôi. Cậu Cao Hô nè. Cái gì? Ông ấy thích nó lắm đấy. Tôi không nói cho ai biết hết nên là cô. Hãy cố ghi điểm với trưởng phòng Bắc đi. Thứ đó được làm rất là khéo. Tôi xin lỗi. Tôi thích lắm đó, rất là đẹp. Lần này đặc biệt trưởng phòng Bắc, tôi xin bạn phép kính anh một ly nha. Cô ấy say rồi. Tôi xin phép đợi lý ly. Ôi trời, được rồi ha. Dạ. Trưởng phòng Bắc, tôi sẽ làm việc hết mình. Tôi sẽ trở thành một thành viên đắc lực của phòng bán hàng. Tôi sẽ trung thành với anh, trưởng phòng Điểu. Ôi trời ơi, dĩ nhiên rồi. Cô đã giúp chúng tôi rất là nhiều đó. Dạ. Thật ra thì cô Hồ Quân có kỹ năng giao tiếp với khách hàng rất là tốt. Tôi nghĩ cô ấy sẽ giúp đỡ chúng ta nhiều. Phải, tôi đã nghe rất nhiều. Nà, cạn. Tôi rót cho cô một ly nha. Tôi hả? Cầm lấy. Tôi rất vinh dự à. Cô Hồ Quân à, tôi rất trông mong cùng làm việc với cô. Dạ không ạ, tôi vẫn còn nhiều thứ cần học lắm. Uống 100% đi, uống đi. Chà, tôi thích tinh thần này đó. Đây, cảm ơn cô. Ta đi đâu bây giờ? Ta lấy ly nè, đưa bọn tôi đi đâu vui vui đi ha. Tôi không biết chỗ nào vui cả. Ta đang đi đâu vậy? Cô Hồ Quân à, cô không sao chứ, sao lại uống nhiều như vậy? Thôi, cảm ơn rất nhiều vì đã tham gia cùng chúng tôi. Dạ, là hân hạnh của chúng tôi mới đúng chứ. Chúng tôi sẽ đãi anh thường xuyên hơn. Đừng có nói như vậy, một lần là đủ. Đến công ty chúng tôi gặp giám đốc sau ha. Dạ, cảm ơn anh. Trương Phong Bắc à, đây là chút tấm lòng của chúng tôi. Hối lộ kìa, anh thấy không? Chỉ là chút quà bánh thôi. Dạ. Ai trời ơi, bọn trẻ nhà tôi lớn hết rồi. Dạ, chờ chút. Ông ta giật phong bì luôn. Cho, dạ. Làm. Chúng ta trúng bánh rồi. Sao anh lại làm vậy chứ? Được rồi. Tôi mong anh sẽ thích. Được rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ. Tôi sẽ thích mà.